Đây là video cà khịa và có thể mang theo spoil manga như mọi video khác của Bay. Đôi khi có ngôn ngữ gây căng thẳng, không phù hợp với trẻ em. Hãy cân nhắc thiệt là kỹ trước khi xem. Hello, xin chào các fly. Theo đa số yêu cầu của các bạn về chuỗi video Kimetsu no Yaiba thì hôm nay Bay sẽ làm về Trùng Trụ, một trụ cột chuyên cà khịa có tài chữa bệnh dụng độc và có rất nhiều fan hâm mộ. Nếu Bay xài hay thiếu cái gì, các bạn hãy comment ở dưới ngang. Bay sẽ ghim comment thú vị hoặc là giá trị nhất. 1. Kocho Shinobu, sinh ngày 24 tháng 2, cao 1m51, cân nặng không thể tiết lộ là 37kg được. Màu tóc đen, giới tính gái, chủng loài nhân loại, trụ cột quân đoàn sát quỷ, mãi mãi tuổi 18. 2. Shinobu không tham gia vào cuộc huấn luyện trụ cột, vậy nên cô khó có thể luyện được kỹ thuật để có thể hiện ấn diệt quỷ trên cơ thể. Lý do của cô là ngoài việc phụ Tamayo điều chế độc dược, mà còn bắt đầu chế độ tích độc hoa tử đằng vào bên trong cơ thể mình. Không giết được thường nhị sau này, Nham Chủ có lẽ đã rất là buồn vì biết mình sẽ mất đi cả hai chị em nhà Kocho. 3. Tay của Shinobu yếu đến nỗi không thể chặt đầu được một con quỷ, vậy nên cô phải chơi độc hoa tử đằng để giết quỷ. Loại độc này phải làm đậm đặc đến nỗi một con quỷ khá mạnh cũng bị tan rã sau một thời gian ngắn. Một con chỉ cần tầm 50mg mà thôi. 4. Shinobu không thể dùng được mọi hơi thở thông thường khác vì các hơi thở đó ít nhiều đều liên quan đến chặt chém. Mà thể lực của cô rất là yếu, vậy nên cô đã sáng tạo ra hơi thở côn trùng để có thể đâm xuyên đối thủ như côn trùng chích rồi tiêm nọc độc vào chúng. 5. Tốc độ và cách tấn công của Shinobu làm cho chúng ta liên tưởng đến Asuna trong Sword Art Online. Cô ấy cũng hắt tốc độ siêu nhanh và cũng chỉ tấn công bằng liệu kiếm chuyên để chọn chứ không chặt chém. Tính cách thì cũng chẳng hiền lành gì mấy. 6. Để tiêm nọc độc vào đối thủ thì Shinobu cần một vũ khí đặc biệt. Thợ rèn đã đúc cho cô ấy một thanh kiếm có mũi như cái ngòi ong, rỗng một phần để hút chất độc bên trong cái vỏ kiếm, như cái xi lanh vậy. Nên mỗi lần muốn bơm độc vào kiếm thì cô phải sục cái kiếm vào bên trong cái vỏ liên tục để chất độc nó phục ra, sau đó là đâm đối thủ. Nói khí không phải cho cái mũi kiếm của cô trông giống một vũ khí huyền thoại của Việt Nam, đó là già phóng lợn. 7. Họ của Shinobu là Kocho, trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là con bướm. Trong các chiêu thức của cô thì bướm cũng bay ra rất là đông. Bay cũng thích bắt hoa hai bướm lắm. 8. Cái áo đồng phục sát quỷ ban đầu của Shinobu được thiết kế để hở giữa ngực như Mitsuri vậy. Đây là kiểu thiết kế nổi tiếng của nhà thiết kế dâm tặc Maeda Masao, biệt danh là mắt kính cặn bã. Cơ mà Shinobu đã châm xăng đốt ruồi vào đồng phục đó ngay trước mặt Maeda rồi. Thật đau đớn làm sao. Bay lấy làm thương xót thay. Tiếc quá, công sức của người ta mà. Mặc đi chứ. Cô còn ngỏ ý muốn cho Mitsuri mượn diêm và xăng. 9. Sau cái chết của Kane thì lúc nào Shinobu cũng giữ một nụ cười trên môi trước mặt các em gái của mình để cho chúng nó không bị buồn theo. Một phần nào đó của Kane được giữ lại, một phần nào đó của Shinobu đã bị mất đi. 10. Ở Việt Nam, Shinobu hay được gọi thân thương là cả khịa trụ hoặc là khịa trụ vì tính cô ấy rất hay chọc người khác với khuôn mặt tươi cười. À, cái tên đó cũng gây cãi lộn khá nhiều đó nha. Nạn nhân đáng thương nhất trong phim là Tomioka, tại sao lại luôn bắt nạt người đàn ông trầm cảm đó? 11. Shinobu có nuôi một con cá vàng cất ở trong phòng. Có một lần Zenitsu đã chôn cái bể cá ra cho Nezuko xem và bị Aoi phát hiện về mét Shinobu. Các bạn đã biết cái kết rồi đấy. Về sau này khi thấy bí đứa nhỏ cứ thập thò trước cửa phòng thì cô biết ngay tụi nó muốn xem con cá vàng nên mời cả lỗ vào xem. 12. Ban đầu Shinobu khá là ghét việc Kanae nhận nuôi Kanao. Cô đã tranh cãi với Kanae cho rằng con bé này không làm được trò trống gì, vô dụng, tối ngày để ra làng ha. 13. Shinobu thuộc dạng đại gia khá giàu có. Cô đã sở hữu lại cái bất động sản biệt thự bươm bướm từ Kanae chị của mình. 14. Trong lần đầu xuất hiện thì Shinobu nói rằng nếu chúng ta cùng chung sống với nhau, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nữa, dù cho có là quỷ hay là người đi chăng nữa. Khiến cho Tomioka đã bác bỏ điều đó, anh ta sẽ không tha cho con quỷ nào cả. Nghe điệp nói có vẻ rất tốt lành, nhưng lời nói không đi đôi với việc làm. Cô ấy giết quỷ còn tàn độc và thẳng tay hơn hẳn Tomioka, thậm chí còn đòi truy cùng giết tận Nezuko dù cho mọi người ngăn cản, lại còn dùng chính lời nói của thủy chủ để mà công kích ngược lại thủy chủ nữa kia. 15. Trong ảnh bìa chương 41 manga, có vẻ như trình độ khinh công của cô đã đạt mức thượng thừa khi có thể dùng mũi dài đi bộ trên một cái hồ hoa sen. Kết hợp với cơ thể nhỏ nhẹ nữa thì thân pháp thật là phi thường. Thật không ngoa khi nói rằng Shinobu là người có tốc độ đáng gờm nhất trong các trụ cột. Ngay cả thường nhị Duma cũng tấm tắc khen rằng cô là kẻ nhanh nhất trong mọi trụ cột mà anh gặp từ xưa đến nay. Đáng tiếc là vẫn chậm hơn ảnh.
16, Sinubu không cảm thấy mắc cỡ hay ngại ngùng gì khi đứng trước một người đàn ông khỏa thân. Nhưng người đàn ông này thì có, mắc cỡ quá đi mất. 17, bản thân Sinubu luôn mang một nụ cười trên môi, ngay cả tức giận cũng cười như khi cô tỏ thái độ với chiều cột, cười nhẹ với gân đầy đầu. Nhưng có một trường hợp duy nhất cô không cười, giận đến nỗi đỏ cả mắt gân đầy đầu, đó chính là khi đối diện với Duma, kẻ đã giết chị hai của mình. 18. Shinobu và Mitsuri khá thân thiết với nhau vì họ là hai nữ trụ cột duy nhất còn lại sau cái chết của Kane. Mitsuri cũng dạy cô nấu ăn kiểu người phương Tây đó. 19. Thời bé cô có một gia đình hạnh phúc với chị và cha mẹ, nhưng quỷ dữ đã giết chết họ trước mặt hai chị em cô. Sau khi được nham trụ cứu sống thì hai chị em đã thề sẽ trở thành xác quỷ nhân để bảo vệ lẫn nhau, cũng như ngăn chặn những tổn thương mà ác quỷ có thể đem đến cho người khác như với gia đình cô vậy. 20. Hai chị em đã cầu xin Yuome để có thể gia nhập vào quân đoàn, nhưng ảnh cốc chịu, quân đoàn đâu phải ai búng vào là vào. Cuối cùng anh ta đặt ra điều kiện là nếu hai cô bé di chuyển được một tảng đá bự thì ảnh sẽ giới thiệu họ với những bậc thầy kiếm thuật để họ tự chọn con đường của mình. Cuối cùng sau khi thử nhiều lần búng chai cả da tay thì hai cô gái thông minh đã làm đòn bẩy để di chuyển tảng đá. 21. Cha mẹ Shinobu làm việc trong lĩnh vực y học tổng hợp, đó cũng là một lý do tại sao Shinobu cũng rất tài năng với các loại thuốc. Chắc ngoài gen ba má để lại thì từ bé cô đã tiếp cận với kiến thức về thuốc khá nhiều. 22. Lực tay của Shinobu yếu nhất, nhưng lực đâm của cô lại mạnh nhất trong tất cả các trụ cột. Đó cũng là nhờ vào tốc độ của cô cơ, Shinobu nhanh như một Shinobi. 23. Giyu kể rằng Shinobu không thể chịu được bất kỳ một loại sinh vật lông lá nào cả. Không thể tưởng tượng là sinh vật lông lá nào luôn á. 24. Shinobu cho phép quỷ nhện chị cải tài quỷ chính để cô tha chết cho, lại còn được làm bạn với cô nữa. Nhưng quỷ nhện nhện nên nhận một số hình phạt nho nhỏ vì tội bô láo và đã làm cho 40 người tan thành nước. Hình phạt cũng nhẹ nhàng, nó chỉ là chọc tay vào mắt này, phanh bụng kéo nội tạng rắc muối vào này. Sau khi chịu đựng hết nỗi đau tương đương với 40 người đã chết kia, là được tha thứ ngay lập tức. Cô an ủi quỷ nhện, vì là quỷ nên sẽ không chết đâu, thậm chí là không để lại sẹo nên cứ yên tâm. Méo tin. 25. Nhiệm vụ chính của Shinobu là cứu thương chứ không phải là chiến đấu. Vậy nên ban đầu khi đến núi Natagumo thì cô tập trung tìm và cứu người trước khi tiêu diệt lũ ác quỷ. Sau khi tìm thấy Gen và những nạn nhân bị hóa nhện bởi quỷ nhện thì cô đã nhanh chóng sơ cứu giải độc cho họ, rồi để đấy cho Kano cùng đội Kakushi hỗ trợ xử lý. Genitsu và các xác quỷ khác được quấn băng kín người và giải nhạn đã chữa trị một cách cẩn thận. Cô không thể cứu được các nạn nhân của quỷ nhện chị vì họ đều đã tan ra nước, trừ bất tử chủ Murata. 26. Shinobu có khả năng trong y tế, dược phẩm và chế tạo thuốc độc từ hoa tử đằng để giết đối thủ trong vài giây. Thậm chí còn có thể tích tụ được rất nhiều độc hoa tử đằng bên trong cơ thể mình. Sau đó bảo hòa nó dần dần để không ảnh hưởng tới cơ thể. Chất độc cơ thể này của cô đã làm suy yếu mạnh Duma. 27. Shinobu đã có ý định tự sát cùng chết riêng với thần gia thường nhị từ trước. Toàn bộ chất độc mà cô đã tích tụ trong thân xác ngon nghẻ này là cô đã dành riêng cho một mình hắn ta thịt. Cuối cùng như dự định, Duma đã ăn được Shinobu chứ chẳng ai ăn được nữa cả. Con quỷ Nakime mà lỡ tay đưa con quỷ khác chặt được Shinobu là vỡ kế hoạch hết trơn rồi. 28. Shinobu rất ghét Duma nói ra tên mình hay là tên chị hai mình, yêu cầu hắn không cần nhớ tới. Cô nói rằng cô cảm thấy buồn nôn khi Duma nhắc tên cô bằng cái mồm bẩn thỉu đó. 29. Sau vụ âm chủ bắt nạt mấy đứa nhỏ trong trang viên bướm bướm thì Shinobu đã rất tức giận, mắt tuy cười nhưng vẫn nổi gân, tay hôi hôi nắm đấm vào không khí và nói rằng mía cái đám người đó ai cũng giống ai. Ai thấy kiểu này khá giống Smile trong Tokyo Revenger hay các nhân vật hay cười hiếp mắt khác. 30. Shinobu đã có ý định dùng lưỡi dao giấu dưới giày để đâm thủng mặt của Tomioka rồi. Anh ta đã bị bất ngờ trước tình huống đó. May mắn sao, mấy con quà đã kịp thông báo để mà ngừng cái vụ này kịp lúc. 31. Trưởng làng thợ rèn là người đã trực tiếp thiết kế và tự tay rèn lưỡi kiếm đặc biệt cho Shinobu. 32. Sở thích của Shinobu là kể chuyện kinh dị, ma quái ảo huyễn cho người ta nghe sợ chơi cho vui. Món ăn yêu thích là những con cá nhỏ xíu nấu với rượu kèm gừng. À, cá nhỏ là kiểu như cá cơm, cá bảy màu, cá ly thia các bạn nha. 33. Trong truyện dịch của Wee Wee và bạn tiếng Anh nói rằng một lượng độc để tiêu diệt một con quỷ thông thường là 50mg. Trong người cô có 37 ký chất độc tương đương với 70 lần liều lượng để tiêu diệt bất kỳ con quỷ nào. Cơ mà nó hơi sai sai vì mỗi ký bằng 100g lần, vậy nên tính chính xác phải là 740 lần mới đúng. Nhận ra mình bị hớ nên tác giả đã ra phụ chương tập 19 để nói rằng là hơn 700 lần, nhưng vẫn không sửa bản truyện tranh.
Tác giả cũng tiết lộ là Shinobu nặng 37kg, nên có vẻ như cơ thể cô hiện tại 99% được cấu tạo hoàn toàn bằng chất độc hoa tử đăng. Thế mà Duma không cảm thấy lầm giọng khi nuốt nhỉ? 34. Trong tạo hình ban đầu của Shinobu thì trông cô ấy rất u buồn chứ không có cười cợt, và rằng dường như cô ta dè dặn hơn so với hiện tại. Ban đầu hơi thở của cô là hơi thở bươm bướm chứ không phải là côn trùng. Xem tí là chúng ta có điệp chủ thay vì trùng chủ rồi. 35. Shinobu thích Duma. Phải lăn lê bò trường bởi chính đất độc mà cô tạo ra cơ. Nhưng cô không đủ trình độ hoàn toàn nên phải nhờ tới Tamayo hỗ trợ. Sản phẩm cũng hơi lỗi không theo ý cô cho lắm. Dù gì thì Shinobu cũng đã hài lòng khi Duma chết rồi. 36. Để làm cho lũ sát quỷ nhân chịu luyện tập thì Shinobu đã tấn công vào điểm yếu tầng nữa. Cô khen lấy khen để Tanjiro khiến cậu bé mắc cỡ muốn chết. Khiêu khích Inosuke khiến cậu ta giận không thể tả. Sau cùng thì dùng lời đường mật gạ gẫm Zenitsu ham gái khiến cậu ta đỏ mặt sướng chết đi được. 37. Khi Tanjiro ngồi trên nóc nhà để tập thở thì Shinobu đã âm thầm xuất hiện, dí sát cái mặt của mình vào mặt của cậu ta, còn thở vào mặt cậu nữa. Điều này để khiến cho Tanjiro ngượng ngùng. Từ khúc này các đội chèo thuyền đã bắt đầu ship cái cặp này rồi. Shinobu còn khen Tanjiro có cái tâm hồn đẹp đẽ nữa, khiến cậu ta bối rối. 38. Shinobu trố mắt ra ngạc nhiên khi Duma nói rằng hắn thấy cô thiệt là dễ thương và hắn đã cảm giác mình đã biết yêu rồi thì phải. Khi hắn rủ cô cùng đi xuống địa ngục cho vui thì cô bảo cô đi sau, chắc không thích đi cùng lúc, đang Covid-19 đi đông đông họ lại hốt đi cách ly. Alo alo, tất cả chú ý nghe đây, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào, ở yên chỗ đó. Thành phố thì cấm về quê, bạn bè thì cấm ngồi lê tụ tập, ra đường nhớ đeo khẩu trang, về nhà thì nhớ rửa tay sạch đều. Ai mà nghi nhiễm Covid, báo ngay y tế đi liền cách ly, nghe chưa? Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cam.